Sáng nay 15 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2024, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quyết định một số chủ trương quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban đảng trung ương, đồng chí Lê Chân Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, cơ quan đơn vị và các địa phương. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung cho ý kiến đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng và dân vận 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, tờ trình về điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, tờ trình về việc dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 45 trên TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. 6 tháng đầu năm 2024 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 6,6%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh đã đón 7 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 16% so với cùng kỳ, đạt 78% kế hoạch cả năm 2024. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 105% so với cùng kỳ và đạt 129% so với kế hoạch cả năm. Ước kim ngạch xuất khẩu đạt 643 triệu đô la Mỹ, tăng 6,4%. Những mặt hàng chủ lực của tỉnh xuất khẩu tăng trưởng cao so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn trong 6 tháng đầu năm ước đạt 4.525 tỷ đồng, đạt 62,87%. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và cao hơn so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng đảng và dân vận tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu gợi ý thảo luận, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, hội nghị với nhiều nội dung quan trọng, do đó đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đề xuất tỉnh ủy, đề ra những quyết sách, giải pháp, phù hợp, khả thi, hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm cũng như cả năm 2024. Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả làm việc tại hội nghị sẽ được cập nhật trong chương trình thời sự tiếp theo. Sáng ngày 12 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân tổ chức họp hội đồng thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của dự án khai thác cát trên sông Tiền. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định được nghe đơn vị tư vấn thông qua kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của dự án khai thác cát trên sông Tiền, đoạn thuộc xã Phú An, huyện Phú Tân, do chủ dự án chi nhánh Tây Nam Bộ, Tổng Công ty 36. Mục tiêu của kế hoạch là cung cấp cho cán bộ nhân viên làm việc tại khu vực dự án các thông tin cơ bản về sự cố ứng phó tràn dầu xảy ra với quy mô nhỏ dưới 20 mét khối. Dầu tràn bởi các phương tiện khai thác khoáng sản vật liệu săn lấp đang hoạt động giãn khi thực hiện kế hoạch nhằm ngăn chặn tác động ảnh hưởng đến môi trường, ngăn chặn phát sinh sự cố cháy nổ, giảm thiệt hại về kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động của giãn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân đề nghị đơn vị tư vấn ghi nhận những đóng góp của thành viên hội đồng để hoàn chỉnh kế hoạch cho phù hợp. Kế hoạch này còn là căn cứ pháp lý để thực hiện giãn, trong đó cần nghiên cứu lại quy mô của kế hoạch phù hợp với thực tế để các ngành tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt kế hoạch và tiến hành kiểm tra cụ thể. Ngày 14 tháng 7 năm 2024, đoàn y bác sĩ thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú An, huyện Phú Tân tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại đây, đoàn y bác sĩ đã tiến hành khám và cấp thuốc miễn phí cho 320 người dân và 100 trẻ em, chủ yếu là các bệnh như viêm khớp, viêm dạ dày, tăng huyết áp, đái tháo đường, thoái hóa cột sống, các bệnh về mắt, răng hàm mặt. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, giúp người dân nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe, quan tâm khám sức khỏe định kỳ, nhằm phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời, hiệu quả.
Tổng trị giá cho đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí lần này trên 35 triệu đồng. Đây là một hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Qua đó, để giúp đỡ chia sẻ khó khăn, giảm bớt một phần chi phí chữa bệnh hàng năm cho bà con nghèo, đồng thời góp phần chung tay cùng cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là những người nghèo thuộc vùng sâu, vùng xa.